Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, quan nhân một like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 50 đô token CBKP nè bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn gần link phần mô tả dưới video mình đang start chatbot nè bạn. Rồi bấm join này góp nè bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh góp kênh Chile. Chương trình này góp này phân phối vào tháng 11 đó nghe các bạn. Rồi các bạn bấm vào click to Hotman nha bạn. Để được cấp tra. Rồi Quest ấn đúp cấp tra. Khoan các bạn. Rồi bạn bắt đúp bắt lên nè. Join tiếp kênh seller nè. Bắt đúp lên nè. Follow tờ Twitter và tờ Weedbot nè. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nha bạn. Rồi bạn bắt đúp lên nè. Giữ Weedbot luôn chứ. Đăng like nè. Bạn tờ Weed lên nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow Facebook nè. Trên Facebook thì bạn bấm like. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Follow minimum nè. Trên minimum thì bạn follow nha bạn. Rồi bắt đắp lên nè. Follow GitHub get it Discord. Follow ghi hút nè. Lắp pin vào các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký với tài khoản trên ghi hút các bạn. Bấm vào sign up nè. Bạn đăng ký là tài khoản khác luôn các bạn. Trên ghi hút thì bạn follow luôn các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Subscribe get it nè. Rồi. Sorry get it. Lại rồi người này bỏ các bạn tiếp tục join Discord này. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mà thôi các bạn. Rồi bạn join xong thì bạn bắt đầu ra là giờ bấm vào register các bạn. Rồi các bạn đi cấp trà nè, chữ này chữ gì ta, chữ watt, watt là cái đồng hồ. Rồi dùng đầu tiên các bạn chỉ mèo của bạn vào nè. Tiếp tục gửi địa chỉ pin bi sẽ mang trên bet 20 trên chiếc chocolate của tất cả các bạn nè. Mình sao chép địa chỉ này, là chocolate nè. Sau đó copy đường link verify tờ Twitter mình. Trên tờ Twitter bạn bắt up lên mở tờ Twitter cái này nè. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình, nhấp vào một user nếu ba gạch cùng khủng nhấp vào chia sẻ nè. Rồi sao chép liên kết nè, gọi là chatbot nè. Sau đó gọi làm link tweet nè, thì mở tờ Twitter bạn ra nè. Các bạn chia sẻ các bạn cái tweet nè, gọi là chatbot nè. Sau đó gửi đường link vào profile Facebook nè. Nhập vào Facebook nè. Rồi bạn nhập vào mũi tên nghe bạn. Nhập vào avatar của mình nè. Nhập ba cái anh cùng nè. Sao chép Facebook nè. Gửi lại chatbot nè. Sau đó submit I help cho net nè. Submit đường link minimum nè. Chơi thêm bấm nhấp vào ảnh bức ảnh bức ảnh đen đen nè các bạn. Nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nè. Rồi nhấp vào ba cái ảnh cùng nè. Sao chép đường link minimum nè. Đó là chatbot nè. Tiếp tục ai heo cho net. Submit link ghi hút. Thì nhấp vào ghi hút nè. Nhấp vào ba cái anh cùng nè. Khoan. Nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Rồi nhấp vào ba cái anh cùng nè.
sao chép lên ghi hút này. Là cho bot này. Rồi I have sonnet. Tiếp tục submit in get it. Get it bị lỗi rồi gỡ luôn. Trên cái disk các bạn nhấp vào ba gạch cùng các bạn. Sorry. Thì nhấp vào link cái disk này nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào ba gạch cùng rồi. Giờ nó ta của mình. Nhấp vào ba gạch cùng. Tại cái link cái disk nó lỗi. Không sao hết. Giờ là support. I have so net. Tiếp tục gỡ username Discord. Bấm vào Discord nè. Cho bạn chạy xíu mà trên Discord copy cái anh đường link này nè bạn, sao chép lên rồi bắt up lên, sao chép username với bức ảnh avatar của mình đó. Chết bà thằng 6160 6061 6160 gửi cho bot này. Rồi tiếp tục bấm menu, ok bấm bàn lên chết chết cho cầm kiếm đường, ok mình đã nhận 50 đô tụi bạn xếp PKP. Các bạn gì lên game share cho mẹ những thằng để kiếm thêm tôi cần các bạn. Vậy video hôm nay cũng kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.